Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kiệm Rapper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì hôm nay mình cũng đi dân câu cả nhà. Thì mình buổi chiều mình đi ra sông mình dân câu, và sáng mình cũng đi móc có cá rồi, thì mình cũng sẽ sẵn cá để mà về nhà đi chợ. Thì chắc này cũng là 6 giờ mấy sáng rồi, thì mình cũng sửa sạn cá để mà về nhà đi chợ. Thì mời cả nhà cùng mình để mà xem mình hôm nay mình dân câu có cá nhiều không cả nhà, rồi mình bắt cá ra ngoài ngoài á, rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Tại vì mình đi ra ngoài sông này chỉ có một mình thì mình chỉ tự quay rồi tự bắt cá luôn cả nhà. Thì mời cả nhà cùng mình để mà bắt cá nha. Mình dở đục ra rồi nè, để mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Đó, hôm nay mình dân chỉ được có nhiêu đây nè, có mấy con lôi hôi nè, nó lội dưới, nó sát dưới, mình thấy không có được rõ không á. Con ba sa lội tung tăng, mấy ba sa nhỏ nhỏ không à, không có cá bự. À nhưng mà hên nè, nay cũng được con này được nè. Cái kết sao mà dính hiếm quá, lâu lâu được con, hai con là nhiều rồi, không có nhiều chứ. Để mình bắt ra ngoài. Mình tự quay mà tự xúc luôn cả nhà xem thông cảm nha cả nhà. Rồi. Rồi. Dính vô luôn rồi. Nhảy mạnh nhảy à, không tăng. Ô nhảy ở dưới nhảy. Lôi hôi ô nó chạy. Mấy con cá mình bắt ra rồi nè cả nhà. Một đêm hôm mình dăng nè. Ngon không? Cá còn tươi sống, còn nhảy đạch đạch luôn à. Ba sa. Hai ba sa này nó gọn chứ không có bự không. Với cá sát, với cá dứa. Này còn con dứa nè, mấy con dứa này nó bự không à, ngon. Hôm nay mình hên mà nhờ nè, nhờ được cá kết
kết này, này khoảng nửa kilo, nửa kilo này bán cũng được trăm mấy với mớ này nữa. Cái gài mùa dịch mà được nhiêu cá này bán cũng được ngon đó nha. Chứ mặn cái gài thì nó cũng hơi thất thu quá, mình nhiêu đây là cũng mừng, cũng đổi lại mình mua mồi lại với mua đồ ăn lại. Cái kết này nó ăn mồi mồi chuối và cui, nay nó ăn mồi này nữa. Nhiều khi nó ăn mồi cá trôi, nhiều khi ăn mồi chuối nữa, nhiều khi hên xui á ăn gì nó đói nó ăn à. Bị bỏ vô cái xô, bỏ vô cái xô mình sẽ sạn về nhà để mà đi chợ. Mình ra xong mình một mình văn xong rồi mình bắt cá về nhà mình đi chợ luôn à, tự mình quay luôn. Cá từ sống ngon. Như đây mình bán cũng được vài trăm ngàn rồi, mình đủ sống rồi cả nhà, đủ sống được một bữa. Có yêu cầu ngày nào mà ăn cũng được nhiêu đây là cũng được rồi. Cái gài dịch bệnh này kia nọ mà ăn khó khăn quá, mà được cũng có cá bán này cũng ngon. Rồi nè cả nhà ơi, thành quả của mình nè nha, dân một đêm nè được chỉ nhiêu cái thôi, nhiêu đây là cũng rất là mừng rồi. Tại lúc này thì cá thì nó cái tháng này là cũng là tháng nước đục rồi, đục rồi cái cá nó không có được nhiều không á, nhiêu đây là cũng mừng. Thì nhiêu cá đây mình cũng bỏ ra đây cái xô xong rồi mình sẽ về nhà để mà đi chợ cả nhà ơi. 6 giờ mấy rồi thì cả nhà ơi, thì cái clip của mình chia sẻ cho cả nhà thì đến đây đã kết thúc. Thì nếu cả nhà có yêu thích cái kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký. Xin chào cả nhà.